Xót xa tin nhắn cuối đời của Mai Trung Hiếu trước khi mất đột ngột ở tuổi 29. Mai Trung Hiếu vẫn dặn dò đồng nghiệp giữ trách nhiệm với công việc trong thời gian anh không thể hỗ trợ được nhà hát. Vào ngày 6 tháng 2, nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 29, khiến cho gia đình, cộng đồng nghiệp và khán giả vô cùng xót xa. Lúc sinh thời, anh không chỉ được đánh giá cao bởi tài năng mà còn là một người rất thân thiện, hòa đồng. Sự ra đi của Mai Trung Hiếu không chỉ là tổn thất lớn của làng giải trí Việt Nam mà còn là một mất mát khó nguôi ngoài của nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh, nơi cố nghệ sĩ từng làm việc, công tác tại đây. Một đồng nghiệp thân thiết với Mai Trung Hiếu vừa tiết lộ đoạn tin nhắn cuối đời của anh. Cụ thể, anh không ngại ngần chia sẻ rằng: "Xin lỗi em, thời gian qua anh lơ là công việc để em một mình vất vả, nhưng anh bị bệnh này làm cơ thể suy nhược kinh khủng. Chúng ta là những người hiểu nhau nhất. Nhìn sự thật thất vọng khi em nhìn anh cũng chỉ biết xin lỗi. Sắp tới chắc anh sẽ nghỉ không nương để về quê chăm sóc mẹ. Vì bệnh của anh, dinh dưỡng phải thật tốt, em sẽ vất vả, nhưng anh tin đây có thể là cơ hội phát huy trách nhiệm của mình. Mỗi ngày anh cứ nghĩ mình là diễn viên múa, mình tỏa sáng nổi tiếng bằng múa, mà giờ mình múa không nổi, nó ám ảnh anh kinh khủng. Mong em hãy mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm đoàn múa trong thời gian này. Anh sẽ hồi phục lại bình thường khoảng 2 tháng sau. Thương em, có lỗi với em nhiều, luôn giữ anh lại trong lúc họp giao ban nhé em. Mong em tạo điều kiện cho anh trong mỗi lần đi khám định kỳ nhé." Vào chiều ngày 6 tháng 2, tang lễ của Mai Trung Hiếu đã được cử hành ở quê nhà Phan Thiết. Đúng theo di nguyện, lễ viếng được tổ chức ấm cúng, có hoa đẹp, áo dài và bàn thờ vàng. Vào sáng ngày 8 tháng 2, lễ an táng của cố nghệ sĩ sinh năm 1992 sẽ được tổ chức tại Nghĩa Trang, thành phố Phan Thiết. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.